Hướng dương, loài hoa luôn hướng về phía mặt trời, biểu trưng cho sự khởi đầu, mong muốn một cuộc sống chân, thiện, mỹ, sức sống tươi trẻ căng tràn. Hãy đón chào ánh dương tươi sáng của ngày mới tại thành phố trẻ phía đông Sài Gòn, nơi luôn cho ta một ngày mới tươi đẹp và đầy sức sống. Những đoá hướng dương luôn tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ. Sunflower City là một cộng đồng của những cư dân trẻ năng động, ngày làm việc tại thành phố sầm uất, chiều tận hưởng cuộc sống thư thái, an nhiên. Trải nghiệm cuộc sống tại Sunflower City sẽ thêm phần thú vị và thoải mái với các công trình tiện ích chỉ cách vài bước chân như trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, trường học quốc tế, trung tâm tài chính, chợ truyền thống. Sắp tới, Sunflower Mall sẽ là trung tâm điều phối thương mại và dịch vụ lớn nhất khu vực. Ngoài ra, dịch vụ an ninh khép kín sẽ làm an tâm và hài lòng những cư dân khó tính nhất. Với khát khao sáng tạo cuộc sống, các kiến trúc sư giỏi nhất của nhà vui đã thổi hồn vào các mẫu nhà tại đây. Các ngôi biệt thự sang trọng được xây dựng đúng chuẩn, thiết kế hiện đại, rộng rãi mà không xa cách nơi lý tưởng để vun dưỡng tình cảm ấm áp, thiêng liêng của gia đình, ươm mầm những thế hệ tương lai. Với diện tích tổng thể 150 hectare mà phần lớn dành cho các công trình công cộng, giao thông công viên cây xanh, đúng chuẩn đô thị xanh và hiện đại. Không khí nơi đây trong lành, mát mẻ quanh năm nhờ thừa hưởng gió nam từ lá phổi xanh Vũng Tàu và Cần Giờ. Sunflower City sở hữu những mẫu nhà liên kế phố với kiểu dáng hiện đại, thích hợp cho những gia đình trẻ và những khu liên kế vườn rộng thoáng, vừa ở vừa kết hợp kinh doanh. Thêm giá trị cho cuộc sống của Sunflower City của chúng ta. Chỉ với 20 phút lái xe từ Thủ Thiêm bằng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành qua đường 319 để đến dự án. Trong tương lai chỉ mất 10 phút để đến sân bay Long Thành, hoặc chưa đầy 60 phút để có thể thỏa thích tắm biển Vũng Tàu. Là dự án nằm ở trung tâm của sân bay quốc tế Long Thành và hơn 50 cảng chuyên dụng quan trọng nhất miền Nam. Một quyết định mạnh mẽ sẽ đem lại sự thành công cho những người thành đạt. Sunflower City luôn cho ta một ngày mới tươi đẹp và đầy sức sống. Sunflower City ngày mai đang bắt đầu từ hôm nay.